Hôm nay Marang ND 8006 với mình lại về hàng rồi. Và cái dòng này thì rất là nổi tiếng rồi. Hôm trước thì nó bị thiếu hụt hàng nên khoảng thời gian lâu mình không có. Thì cái con 8006 này là hàng new 100%. Và mình cam đoan với các bạn là giá của mình rẻ hơn so với hàng bãi luôn. Và các bạn phải so sánh với hàng bãi mà nó còn thùng như vậy nha. Hàng rẻ hơn so với hàng bãi hoặc là những cái hàng mà trước đây người ta xài lướt. Mà hàng mình là bảo hành 2 năm chính hãng bởi Đông Thành Hòa Phúc và được phân phối bởi chính thức bởi Marang, cũng được sản xuất tại Nhật Bản luôn nha. Dòng 8006 chỉ được sản xuất tại Nhật Bản thôi. Chúng ta nhìn ngoài thùng thì các bạn sẽ thấy là con mình đang sở hữu là con màu bạc Silver Gold. Nó là màu bạc hơi có một chút xíu gọi là gold nên nó gọi là SG. Đây là một con có chức năng đọc CD này, có dài mã, đọc USB, DSD, có được Bluetooth, AirPlay, Spotify, Tidal, kết nối đến máy tính cũng được luôn. Và đặc biệt có cái ứng dụng HeyOS để các bạn có thể điều khiển từ xa, kết nối, chọn chuyển bài, chọn nhạc rất là linh hoạt. Để mình quay mình coi cái thông tin. Con này thì được sản xuất vào tháng 3 năm 2022 mới đây nha. Có nghĩa là những con này mình bán là không có hàng tồn kho đâu, chỉ là sản xuất trong năm là bán thôi. Nên cái hàng này nó cũng rất là ít, nó không phải là nó luôn có liên tục. Gần như là cứ ra hàng là nhà máy Marang ở Nhật Bản ra thì một lộ thì hết một lộ thôi, chứ không có còn được. Nó nặng được cả một thùng tính cắt tông luôn á, coi nó ghê 10 kg và 42W tiêu thụ. Bây giờ mình tháo ra nha, sản xuất tại Nhật Bản này các bạn đó. Các bạn thấy là nó ghi chữ ND8006 SG. SG là Silver Gold. Giờ cùng mình khui thùng lại nè. Này, phụ kiện tiếp theo kèm nó là remote, pin dây nguồn nó nằm dưới nha, catalog nằm dưới, anten. Bây giờ mình tháo máy ra luôn và mình test nhạc cho các bạn luôn. Đây, anten, hai cái anten dây nguồn này thì máy đây, hàng mới nên nó mới 100% nên khỏi cần phải xăm xe, xăm soi chi cho nhiều các bạn. Thì các bạn nhìn thì thấy cái màu này là màu Silver Gold, là màu hơi màu bạc hơi ngả vàng một chút, có nghĩa là khoảng 80% là bạc còn 20% là vàng. Đó là cái màu đó nha, chứ không phải là cái chất liệu là nó mạ vàng đâu nha. Cái file nhôm á thì nó là màu bạc hơi ngả vàng đó. Chúng ta nhìn ở ngoài thì sẽ thấy nó hơi ngả vàng, còn nhìn trong video thì cũng khó thấy lắm. Đây là cái ô để đọc đĩa, các cái nút điều hướng, các cái nút chọn play stop. Đây là điều hướng, cộng USB, cộng input chọn đường vào, nút back để quay lại. Cái này để chúng ta làm rè. Tất nhiên thì chúng ta chơi trên remote chứ không ai bấm phía trước máy, như vậy thì nó hơi bất tiện. Ở đây là phía sau, nó có đường fix và đường variable. Variable thì để mục đích là chúng ta chơi qua rè, chúng ta biến nó thành một cái đầu phát có chức năng rè, rè ấm lên. Cộng lan thì nếu như các bạn muốn cho cái chất lượng mạng nó mạnh mẽ thì mình khuyên nên chơi cộng lan.
hai cái này thì mình chưa gắn anten vào Bluetooth và Wi-Fi, thì mình cảm giác là Bluetooth và Wi-Fi á, mình cảm giác âm thanh Bluetooth á, mình theo cái tai nghe chuyên gia của mình thì mình thấy sự rõ rệt giữa Bluetooth và khi nghe qua Wi-Fi của Airline, Bluetooth nó bị nén âm thanh, nó không nghe bằng được. Thì Bluetooth trong những cái tình huống mà chúng ta có những bản nhạc mà nó không có trên chúng ta chơi qua điện thoại như là Android thì nó không có AirPlay, thì chúng ta bán nhạc qua Bluetooth, chứ còn chúng ta nên chơi qua AirPlay, chơi qua Wi-Fi nó hay hơn. Thì Bluetooth thì tất cả các máy nào nó có Bluetooth cũng vậy, chúng ta tìm hiểu thì biết Bluetooth nó nén âm thanh. Và con này được sản xuất tại Nhật Bản này các bạn, điện 230, tất nhiên hàng chính hãng thì 230 rồi. Và nó còn có các cổng giao tiếp quen thuộc, đường vào hai cổng cáp quang, một cổng đồng trục và cổng USB máy tính. Khi chơi âm thanh đắt thì mình đánh giá rất là cao cái chuyện chơi đắt qua máy tính. Qua máy tính nó xử lý âm thanh rất là hay. Và nếu như bạn nào mà rành về máy tính thì cũng có thể tham khảo thêm. Thì con này nó chơi được đi đi nữa nên các bạn rất là dễ vấn đề chúng ta chơi 32 bit qua máy tính cũng được, chúng ta cắm vào trực tiếp USB phía trước chúng ta chơi cũng được nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối điện vào và mình kết nối dàn âm thanh để mình hướng dẫn một chút xíu. Và các bạn lưu ý nha, cái giá mình thì nó phải là hai mấy triệu thôi, nhưng mà cái hai mấy này nó nằm ở trung trung thôi chứ không phải là quá cao, hai mấy thôi. Nhưng là các bạn gọi cho mình để biết được cái giá. Và bây giờ mình cắm điện vào nha. Bên mình có bán USB và ổ cứng chép sạc nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128GB 800.000, còn một ổ cứng sẽ là 1.000GB, giá là 2 triệu. Tất cả đều là nhạc lossless chất lượng cao. Và nếu như ổ cứng thì mình sẽ có thêm nhạc DSD, nhạc 32 bit DSD nữa nha. Đây là cái máy sau khi đã khởi động lên. Thì thường những cái máy này thì nó khi khởi động thì nó sẽ hỏi các bạn có muốn update hay không. Thì tùy các bạn muốn update hay không thì các bạn bấm Yes hay No. Cài đặt mạng thì rất là đơn giản, các bạn bấm vào Setup, chọn vào Network, chọn Connection, chúng ta di chuyển này, chọn Wi-Fi, Auto Scan thì nó sẽ ra cái tên Wi-Fi. Thì các bạn nhập để chuyển cái chế độ dự trữ và số thì các bạn bấm cộng 10 này. Đó, để ta di chuyển mấy cái này xong chúng ta enter. Rồi bây giờ mình thử cho các bạn sơ qua nha. Tại vì con này thì nó cũng mình cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các cái chức năng thì đầy đủ hết. Bây giờ thử thử đi CD trước đi ha, để mình coi xem. Đây bữa mình đi hai anh so mình có cái đĩa chị đây. Cái dòng CD của Marantz á, nó không có cái nút ra vào cửa đĩa trên remote mà chúng ta phải bấm đây. Có lẽ nó cũng tính toán hết rồi, tại vì chúng ta muốn bỏ đĩa vào thì các bạn cũng phải lại gần máy, chứ không thể ở phía xa mà chúng ta bấm remote rồi nó bay cái đĩa tới được, nên nó cũng tính rồi. Này để mình xem âm ly, âm ly mình chưa mở, mình đang ghép với con âm ly đời nòng A100 phiên bản kỷ niệm. Mình coi mình cắm dây vào chưa. Mình đã nhầm cổng phono. Ok. Rồi
đĩa CD thì mình test sơ qua vậy thôi. Nói chung là hàng mới yên tâm. Bây giờ mình test cái cổng USB này. USB này thì chúng ta bấm trên remote cũng được, mà nếu bạn rành thì lát nữa mình sẽ chạy cho các bạn. Rành về công nghệ thì chạy bạn cài trên smartphone thì chúng ta điều khiển bằng chính cái smartphone, chúng ta thay cái remote luôn. Chọn browse folder. Bây giờ mình chọn thử nhạc đi đây nha. Cái đây là cái nhạc ở trong ổ cứng của mình bán này. Chứ các bạn về nhà các bạn có sẵn ổ cứng nhạc bạn thì nó sẽ không hiển thị như thế này. Tại vì mỗi người sắp xếp theo cái hướng khác nhau. Ví dụ mình Alan Lela này, này. Winter này. Ice on the frozen lake, snow mist hides the sun. Ta bấm nút back để quay lại. Chúng ta muốn phát tất cả, chúng ta chọn play on. Play on là phát tất cả. Nếu các bạn chọn play on, chúng ta mới qua bài được nha. Đó, mình qua bài này. Các bạn thấy file DSD là nó có cái chữ DSF phía sau. The rain is beating hard and cold on my... Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ cho các bạn stream nhạc qua Spotify và thay đồ nữa. Đây, mình sẽ thử stream một vài bản nhạc qua Spotify nha. Với điều kiện là các bạn phải kết nối mạng, gắn mạng cho cái nhập mật khẩu cho cái máy Marantz này, và cái smartphone này các bạn cũng phải cùng một cái chế độ mạng luôn thì nó mới được nha. Đây, mình chọn một bài nhạc trên Spotify đây. Nó đang phát bằng cái loa của điện thoại này, của cái iPhone của mình. Mình chọn này, các bạn chọn ở dưới góc này nó có cái biểu tượng này này. Và các bạn thấy trên màn hình của nó có cái logo, nó có cái tên Spotify, cái album là Greatest Hits, cái Bachelor này, nó còn hiện tại cái máy này. Đây, mình chọn cái Mình ngưng thì mình chuyển qua cái gì nhỉ? Airplay Bluetooth. Airplay thì đối với các cái thiết bị của nhà táo thôi, như là iPhone, như là iPad, iPod thì mình đã xài iPhone. Còn nếu như các bạn không có điện thoại của Apple, của iPhone thì các bạn xài Android thì chúng ta xài qua cái Bluetooth. À, thử hiệu quản lê đi. Này. Thì bây giờ
mình tắt bằng cái này nha. Nó đang phát bằng cái nhạc của cái loa iPhone. Bây giờ mình đây, nó có cái dấu này các bạn này. Đây các bạn thì chọn cái dấu này là ba cột sóng này này. Chúng ta chọn và chúng ta chọn là các thiết bị AirPlay và Bluetooth. Chúng ta chọn mà răng 8006 này. Và thấy nó lây hiện lên Sugoi Fukudan hân hạnh đồng hành cùng. Đắm mắt theo bao hư áo thơ dài, nơi chốn xa buồn thương mẹ quang gánh. Em còn khiêu sáng ánh đèn từ xưa mai. Mẹ biết đâu bây giờ con ngồi khổ nhỏ gió hẹn. Bluetooth thì cũng như vậy thôi, nhưng mà Bluetooth thì nó phức tạp hơn là các bạn ở trên remote á, các bạn ấn và giữ nút Bluetooth trong vòng 3 giây và sau đó chúng ta kết nối thôi. Rồi bây giờ mình phần cuối cùng mình sẽ hướng dẫn các bạn cái ứng dụng HealthOS. Đây cái ứng dụng này HealthOS nè các bạn, để các bạn nhấn vào. Đây thì bạn thấy là cái logo Marang 8006 nó dưới góc màn hình này. Thì bạn chọn vào Music nha. Music thì chúng ta có đủ thứ các cái kết nối luôn, nó hiển thị lên đây luôn. Và không cần phải đứng gần cái máy Marang. Chúng ta có thể đứng cách đó khoảng 10-20 mét. Chúng ta có thể ở trên lầu chúng ta bấm đều được. Có nghĩa là nó kết nối bằng mạng chứ không phải là bằng mắt không ngoại để nó điều khiển. Bây giờ mình chọn Music này, chọn nó hiển thị nhạc như vậy rất là trực quan, chúng ta không phải tốn thời gian lại gần màn hình mà chúng ta nhìn bài hát, ví dụ nhạc Việt này, đó, đây nó hiển thị nhạc bằng kiều đây, đó, ví dụ album bằng kiều, về lại quả sau này, đó, nó hiển thị những rất là nhiều bài hát, tuy nhiên trên màn hình mà chúng ta chọn thì nó chỉ hiển thị một lần 1-2 bài hát thôi, còn cái này nó hiển thị 12 bài hát luôn. Thì các bạn có thể chọn những bài, biết những bài trong cái danh sách này đơn giản hơn. Ví dụ mình chọn nơi tình yêu bắt đầu đi. Mình cũng có thể ngưng bằng remote cũng được, có nghĩa là có thể xài cùng lúc hai cái chứ không phải bắt buộc là chúng ta đang xài trên smartphone chúng ta không xài trên remote được. Rồi và ở trên này thì nó còn, nói chung là nó giống như là y như là cái remote vậy, nhưng mà nó trực quan hơn. Chúng ta cũng có thể chọn các cái chọn CD cũng được này. Hoặc là chọn input để các bạn chọn những đường vào như là cáp quang, đồng trục, các máy tính. Cái hai cái cổng cáp quang và đồng trục á, máy tính thì mình sẽ test trong những cái video tiếp theo. Nói chung là hàng mới thì các bạn yên tâm, không cần phải là test để kiểm tra kỹ đó. Nó được bảo hành 2 năm này. Đây tem bảo hành còn này. Rồi. À, giờ mình
Kết thúc video này tại đây, các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình nha. Chỉ hơn 20 thôi, nhưng mà cái số hai mấy đó nó cũng không lớn đâu, các bạn cứ gọi mình để có giá tốt nhất. Và mình có quà tặng đặc biệt là một cái USB, nãy giờ mình quên nói mất rồi, một cái USB 128GB trị giá 800.000 nha, quà tặng trị giá 800.000, thì các bạn phải lấy quà tặng thôi nha. Cái này là quà tặng thì nhiều bạn hỏi là không lấy thì trừ ra 800 thì không được đâu, thì các bạn lưu ý nha. Và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhắc đến từ kênh Nguyên Hùng Audio.